Xin chào bạn Tô. Thì video này chúng ta sẽ tới cái trò game Set Fire đây mà ha. Đây. Trò game này bạn hãy lên trên Google Play tải về bạn. Google Play đây. Ok. Rồi, kèm theo đó thì bạn hãy lên trên trang web cá nhân của tôi đó để tải cái dự án file này về. Dự án file Bbox để chúng ta học thôi. Này tôi làm 4 level nè bạn. Rồi vô đây trước tiên chúng ta chơi thử coi. Chơi thử coi nó nội dung như thế nào để các bạn biết chúng ta làm. Đó là cái quy trình đầu tiên ha. Khi đây chơi thử nè. Rồi thì cách điều khiển là bạn lướt tay bên trái bên phải, bạn bên trái thì dùng để cho cái nhân vật chúng ta bay lên hoặc hạ xuống, còn bên phải là dùng để bắn vào các viên đạn đó. Ok ha, cầm thoại theo phương ngang. Tôi làm ra 4 level tương ứng với 4 nhân vật thì chúng ta phải ăn đủ cái số tiền xu nè, chúng ta mới qua được cái cửa tiếp theo ha. 50-60 nè đó. Này cái này tôi đang chơi trên máy tính nên chắc hơi khó chứ ạ. Tôi sử dụng phím spacebar bạn. Tôi thấy cái phím nhảy á bạn, cái phím spacebar nó còn bọn bên cái bắn thì tôi lít vô cái chuột chuột ở đây bên tay phải nè, lít đây này. Ok ha, nhấn spacebar là phím bay bạn ha. Đó. Ok, tôi được 33 tiền xu đó. Tôi gán tôi được 50, không được các bạn, tôi hết máu rồi nè. Game over. Nó đại khái là vậy. Rồi. Thì đầu tiên thì phân tích là gì ta? Nhân vật chính trước. Thì đây tôi làm là có bốn nhân vật chính ha, bốn nhân vật chính là level 1, 2, 4 nè. Rồi ta vô coi cái nốt nó là cái gì, chọn thử một đại một người ấy. Thì cái nhân vật chúng ta sẽ có cái ba trạng thái nè bạn. Trạng thái bay đây, player bay, rồi trạng thái đi bộ lúc bay với cái lúc bị chết ha. Đó, ba trạng thái thì nhân vật chúng ta sẽ có ba máu. Ồ, năm máu chứ, năm máu nè, hết năm máu thì chúng ta sẽ chết, nó thua rồi. Còn cách điều khiển thì sao? Điều khiển thì đây nè, điều khiển thì như nãy ta nói là ra đây cho bạn coi cái giao diện cái. Đây, giao diện thì cơ bản là chúng ta sẽ có hai nút, bạn thấy không? Bên tay trái nè, bên tay trái là cái nút để bay nè, còn bên tay phải nè là cái nút để bắn là đạn. Rồi quay lại cái nhân vật chúng ta, thì khi ta nhấn cái nút bên tay trái nè bạn, thì zoom nè, cái nói với nó zoom để chúng ta nhảy lên nè, thấy chưa? Zoom theo trục y 12. Còn đối tượng chúng ta luôn di chuyển về phía trước rồi, luôn 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 kết nối với nút move rồi. Rồi, đó là nhấn nút bên trái thì sẽ zoom là nhảy lên. Còn nhấn nút bên phải thì sao bạn? Đây là right nè, thì nó sẽ bắn ra đạn ha, bắn ra những viên đạn cho chúng ta. Đối với cái nhân vật này thì bắn cùng lúc 3 viên. Ok ha, 3 viên. Rồi, nói vậy bạn, chỉ có vậy thôi là xong đó. Rồi những cái nhân vật còn lại tương tự bạn, không gì khác hết. Tương tự thôi. Chỉ có đôi lúc chỉnh một số cái thôi, nếu bạn muốn ha, ví dụ như là tốc độ hay là cái gì đó, thì đó là những cái cá biệt thôi, chỉnh tham số thuộc tính chút xíu thôi. Còn cơ bản những cái nốt thì chơi nhau, hầu như không thì thay đổi cái hình dạng thôi nè, cái nhân vật nè. Ok rồi, đó là xong cái nhân vật chính ta. Là tới gì? Kẻ thù là những chiếc máy bay hay là những cái người dưới đất, nó xạ thủ nó bắn từ dưới lên hay gì nè, hoặc là bắn phương dọc nữa đó. Đại khái là vậy. Thì kẻ thù thì chúng ta sẽ có đây nè bạn, đây là kẻ thù. Đây ta chọn đại một người nào đó ha. Rồi kẻ thù chúng ta thì nó đối nhân vật này thì đứng dưới đất bắn lên, và nó kẻ thù chúng ta sẽ có một máu, trúng một viên đạn là chết nè, và nó chỉ có nhất một cái hình dạng thôi, một cái animation đó là cái hoạt hình này thôi. Rồi thì nếu trúng viên đạn thì kẻ thù này nó sẽ bị tổn thương một máu nè, thấy không? Và nó hết một máu thì nó sẽ chết đây, chết đây, remove đây. Rồi và nó khi nhân vật chính ta lại gần các bạn thì nó mới bắt đầu bắn ra ha. chứ không phải là lúc nào nó cũng bắn, thì lại gần khoảng cách bao nhiêu á, chúng ta sử dụng cái dot way up nè. Nó sẽ bắn ra những viên đạn. Rồi những cái kẻ thù còn lại cũng như vậy thôi. Như tôi chọn một cái chiếc máy bay nào đó mà ha. Máy bay nè. Đây. Nào chiếc máy bay nào đó nè. Rồi thì chiếc máy bay này nó đang gợn sóng lên xuống hay gì nè. Theo trục y. Rồi máy bay này chúng ta sẽ có tổng cộng là một máu luôn. Chúng một viên đạn là nó sẽ chết nè. Nếu chúng một viên đạn này thì nó sẽ tổn thương chết. Rồi khi mà nhân vật chính ta lại gần khoảng cách bao nhiêu thì nó sẽ đánh thức vậy. Ok ha. Rồi còn cái nữa là những viên đạn này sao bạn? Thì đây chúng ta chia làm hai loại viên đạn, là một viên đạn của bên nhân vật chính chúng ta bắn ra, còn hai là viên đạn bên kẻ thù bắn ra. Thì viên đạn này nè, public player là viên đạn của nhân vật chính nè, các nhân vật chính ta, người chơi chúng ta là bắn ra nè, nó có nhiều kiểu đạn, thấy chưa? Nó bạn cứ lít vô và tìm hiểu thôi. Đó, khi mà chúng ta lít trên màn hình đó, cái nút bên tay phải nè, thì nhân vật chính ta sẽ bắn ra những cái viên đạn này. Nó bạn lít vô đây tìm hiểu, mặc định viên đạn sẽ đi về phía trước với tốc độ là bao nhiêu đó, đó thấy chưa? Rồi nếu chạm với kẻ thù thì nó làm kẻ thù tổn thương máu, một máu gì đó, bạn muốn bao nhiêu thì tùy các bạn thôi.
thì theo học súng. Ok, các bạn làm này được cái lợi thế là bạn linh động lắm, bạn cứ làm theo cái ý tưởng của bạn, không bị giới hạn về cái ràng buộc nào hết. Bạn muốn chơi chơi game khó khó dễ dễ à, hiểu không? Rồi, đây là viên đạn của nhân vật chính người chơi, còn cái viên đạn như này của kẻ thù là bullet enemy à, kẻ thù nó các viên đạn của kẻ thù thì cũng ngược lại thôi. Ví dụ như viên đạn này á, mà nó va chạm với nhân vật chính chúng ta thì làm nhân vật chính ta tổn thương một máu hay là bao nhiêu máu, nó thì tùy bạn muốn chỉnh bao nhiêu tỉnh. Ok ha. Rồi đây là viên đạn, là viên đạn của kẻ thù bắn ra. Rồi là xong cái việc mà nhân vật chính kẻ thù bắn nhau rồi, cách thắng thua thì chúng ta hết máu 5 máu ấy, thì ta thua thôi, nãy ta nói rồi nhân vật chính đó. Còn cách ăn tiền xu thì chúng ta ăn những điểm tiền xu này nè, thì chúng ta sẽ được một điểm hay gì đó nè, những tiền xu nè, ăn nó thì được một điểm. Rồi rồi gì nữa, hết rồi, chỉ vậy thôi bạn. Nền rồi thì bạn tự thay thế vô, rất là dễ rồi. Rồi tiếp tục tới trò chơi thì như nãy ta nói là chúng ta ăn được 50 xu 60 xu gì đó thì chúng ta sẽ chiến thắng qua tới cửa tiếp theo. Thì làm sao để được cái đó bạn? Thật ra trong cái giao diện chơi này bạn, bạn sẽ thêm cho tôi cái tùy chọn là event, tùy chọn là event đó bạn. Nè, event là đâu, tôi tạm ẩn những cái này đi. Trong cái event này nó sẽ có cái phần là đây nè bạn, cái phần chức năng ha. Event là tôi thêm cái nốt này ha bạn, con mắt nè. Thì cái event này nó sẽ có phần là đạt số điểm nè, khi tôi đạt được cái số điểm là bao nhiêu đó nè, thì nó ví dụ như trường hợp là tôi đạt 50 điểm thì tôi sẽ được chiến thắng, thấy chưa? Còn bạn muốn tiền coin á, thì bạn click ở đây, đồng xu á thì bạn click vô đây ha, chọn coin nè đó. Thì tùy theo lúc anh ta chơi game ta thiết lập những cái đồng tiền trong đó là điểm số hay là tiền xu. Trong trường hợp này là để địa điểm ha, điểm được 50 điểm thì chúng ta sẽ chiến thắng nè. Thì nó sẽ default là mặc định. Mặc định của cái này là gì? Mặc định của này là sẽ liên kết nè. Đây nè, liên kết tới cái giao diện tiếp theo nè, thấy cái đường màu vàng không? Đó, liên kết với cái Phoenix nè, đó là chiến thắng cái cửa một. Thấy dễ chưa? Hiểu cái cách làm thắng thua chưa? Thật ra lý thuyết tôi cũng nói rồi ha, tôi chỉ nhắc sơ lại các bạn hiểu thôi. Vậy cái phần mà tôi hướng dẫn về lý thuyết á, với những cái phần thực hành á, bạn phải nắm cho rõ cho vững ha. Thì qua đây thì bạn thấy những cái này nó rất là dễ, vận dụng lại thôi à, không có gì khó. Tôi làm rất là nhiều video rồi, vài trăm video luôn về phần lý thuyết. Rồi đó là chúng ta xong được cái phần nội dung rồi, thắng nhân vật chính kẻ thù, tương tác lẫn nhau, ăn điểm, chiến thắng thua. Rồi tới cuối cùng là phần giao diện là xong nha. Giao diện thì như mọi khi thôi, đầu tiên là vô cái game name nè, tên trò chơi, rồi hướng dẫn chơi như thế nào, rồi chọn cửa level. Nó bạn muốn khóa cái cửa này, tôi khóa thì bạn dùng cái lock button khóa, còn mở khóa thì dùng unlock. Rồi giao diện khi chơi nó ok ha, cái nút tạm dừng trên đây nè. Rồi khi chơi thua, game over, khi tạm dừng, khi chơi thắng, nó vòng vòng có nhiêu bạn, không có gì khác hết. Bạn làm riết mở phần giao diện này mà chán luôn á, tại vì trò chơi nào nó cũng vòng vòng có nhiêu, không có gì thay đổi hết. Rồi quan trọng là mỗi trò chơi nó sẽ có một cái nguyên tắc để dựng lên trò chơi đó. Thì bạn hiểu được cái nguyên tắc rồi, là bạn làm bất cứ trò chơi nào cũng vậy ha, bạn tập cái thói quen đó, tập thói quen nó chơi. Chúng ta khi mà học dễ này rồi thì chúng ta khi mà chúng ta chơi một trò chơi nó nào đó thì không còn là cái nghĩa đơn thuần là chúng ta là cái người chơi bình thường nữa, mà chúng ta chơi theo cái kiểu là làm sao để tạo được cái trò chơi đó ha, làm sao để tạo được cái trò chơi tương tự như vậy, và cái cách tùy chỉnh nó khó như nào hoặc nó dễ như nào thì đó là do ý đồ của chúng ta. Chúng ta phải biết cách làm được cái chuyện đó bạn ha, dựa trên những cái kỹ năng hay là cái mức độ mà khó của kẻ thù á. Ok ha, tao nói hy vọng các bạn hiểu được ha. Rồi, tôi kết thúc với trò game thôi. Cũng dễ mà. Hẹn gặp lại các bạn trong mấy trò game tiếp theo. Tôi là Tú, đã nhận các bạn trên trang web là fantú.com. Hẹn gặp lại các bạn.